Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lập phương án đầu tư đối với các dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, đến năm 2025, Hà Nội sẽ có thêm 3 tuyến đường sắt đô thị nữa, bao gồm đoạn tuyến số 5, đoạn Văn Cao Hòa Lạc, tuyến số 2, đoạn Trần Hưng Đạo Thượng Đình và tuyến số 4, đoạn Mê Linh Sài Đồng Liên Hà. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính để lập phương án đầu tư đối với các dự án xây dựng trên các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, bao gồm tuyến số 5, đoạn Văn Cao Hòa Lạc, tuyến số 2, đoạn Trần Hưng Đạo Thượng Đình và tuyến số 4, đoạn Mê Linh Sài Đồng Liên Hà phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện nay Hà Nội đang triển khai dự án đường sắt đô thị là Cát Linh Hà Đông, Nhổn ga Hà Nội, Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Yên Viên. Tuy nhiên, tất cả các dự án đường sắt này đều bị chậm tiến độ nghiêm trọng.